hèn chi. Áo em thì không có sâu. Hả? Không có sâu mà sao mà? Dạ, tại vì nó có modern phần đúng đơn hiện đại. Đẹp trai thì người có những người yêu. Ủa hiện đại gì đó, tóc đơn vậy đó hả? Dạ. Lạ vậy, bạn thích bạn trai tóc dài tóc ngắn? Gọn gàng anh. Mày gọn luôn á. Sao chị rất đẹp. Wow, ngồi xuống đi, ngồi xuống bình tĩnh. Mời bạn gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Hoàng Linh và tất cả các bạn khán giả ạ. Rồi, chào bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu mình tên gì? Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Thái Bảo. Năm nay em 30 tuổi, cộng thêm 4 nữa là 34. Sinh ra ở Long An, lớn lên Tiền Giang. Học ở Cần Thơ, làm việc ở Long An. Công việc em là giám sát bán hàng bên ván sữa. Là mình chỉ lên tham gia bạn muốn hẹn hò thôi là mình về lại Long An á hả? Nếu mà bạn gái mình kia bấm nút thôi, chắc em ở lại quá. Rồi, em gái mình giới thiệu đi em. Em tên là Kim Thoa, em 25 tuổi, hiện đang là kế toán của một công ty tư nhân. Em hiện tại thì đang trọ ở Gò Vấp, quê Long An. Rồi, ngon lành. Có là hai bạn lên Long An luôn. Long An ở đâu hả bạn gái? Em ở Đức Hòa anh. Anh ở Châu Thành, anh ở Châu Thành. Và trước giờ mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì một, còn mối tình mà dây dưa thì cũng 3-4 cái. Dây dưa là dây dưa thì sao? Nói chung là bạn bè, rồi cái khi mà nghĩ xa hơn thì em cảm thấy nó không có nghĩa là trên tình bạn bình thường nhưng mà nó chưa tới là tình yêu. Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Hai anh ơi, Quỳnh Linh. Mối tình thứ nhất lâu chưa? Mối tình thứ nhất của em thời sinh viên học ở Cần Thơ á, cũng chưa gọi là yêu thương gì hết, nhưng mà có xin địa chỉ của cô ở Bến Tre á. Dịp Tết đó em quyết định em đi qua nhà cô ấy luôn. Đến gần tới nhà thì cũng với một bạn chở cô ấy bằng xe đạp, hát bài xe đạp ơi. Em nói Hương, nhà em đâu anh tới chúc Tết em nè. Cái cô ấy xin làm người xa lạ với em. Im lặng luôn. Dạ, còn em thì còn thương rau rắn mọc sau hè. Tôi biết bài này, từ bài này ra là cậu với mẹ nhổ tóc cho nhau đúng không? Tóc sâu đó hả? Dạ. Hèn chi. Tóc em thì không có sâu. Hả? Không có sâu mà sao mà? Dạ, tại vì nó có modern thời buổi. Tóc đơn hả? Hiện đại. Ủa hiện đại gì nó tóc đơn vậy đó hả? Dạ. Lạ vậy. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai cũng thương nhau, nhưng mà cô ta đòi nếu mà cưới á là phải về ở cha mẹ cô ta. Còn em thì có một bệnh ên à, cha mẹ có một bệnh trai à, không có thể đi được. Cái đó là cái cách trở mà không vượt qua được. Vậy là em phải lấy vợ về để làm dâu trong nhà đúng không? Dạ. Rồi em mà chịu lì là làm dâu không? Định hướng của em là tính là lập nghiệp ở thành phố. Vậy là không chịu đi về quê Long An? Dạ, biết đâu duyên nợ tới thì theo lời của trái tim vậy à. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Cũng sống tình cảm, cũng quan tâm, rồi công việc ổn định, nói chung là chững chạc. Về ngoại hình, bạn thích mẫu người như thế nào? Dễ nhìn là được rồi, không cần đẹp trai. Mà cao hơn em. Phải bạn cao mét mấy? Em khoảng có 5-7 à. Ồ, vậy được rồi, chắc chắn rồi. Có lý rồi em. Bạn thích bạn trai tóc dài, tóc ngắn? Gọn gàng anh. Mày gọn luôn á. Sao chị rất đẹp. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái? Đành đá đua đòi, không lễ phép. Ăn mặc thì đừng có lè lẹt quá. Nó phải sự pha trộn giữa truyền thống, hiện đại. Với lại không biết quan tâm với gia đình, không ăn cũng không sao. Có gì mình tập hoặc là mình ăn cơm tiệm. Dễ thương. Thích bạn gái mình mẫu hình như thế nào? Ngoại hình thì khoảng 1m55 được rồi. Với lại em thích nữ có bàn tay chân đẹp. Chăm sóc vậy đó. Như thế nào là đẹp? Thon thả, bàn tay không? Màu mè vậy được không? Được chị. Được hả? Đừng có đỏ quá. Đẹp. Nè, đứng lên. Đứng lên chị coi. Dạ. Bàn tay được không? Dạ được, tốt rồi chị. Đâu, nắm nắm thử coi. Cho phép không mới nắm vậy? Không. Không cho phép sao nắm? Được không? Dạ, êm. Êm mà em thì mãi. Êm mà ha. Đúng ý mình chưa? Bạn trai bên đó rất là dễ thương. Tánh tình thấy rất là thật thà. Sao em thấy em có tật xấu gì không? Hung dữ hả? Rồi mặt mày vậy mà hung dữ hả? Rồi quýnh ai chưa? Dạ chưa. Rồi chứ đâu giận làm gì? Chỉ la rồi cái thôi. Ví dụ như tức quá hết mức thì cái mức độ bằng nạt sao bằng nạt thử. Em gái làm sai mà em không nghe nó. Tao nói mày sai kìa, mày nghe lời không? Rồi, nó không nghe là thôi. Trời
Vậy bình thường làm dữ vậy thôi. Chị dữ dội không? Thấy thường không? Không chấp nhận được. Còn bạn trai, bạn có khuyết điểm gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Em ham chơi, bạn rủ đi chơi đâu là không có từ chối. Ham chơi là gì nữa? Ai mà nói gì đó hơi xúc phạm hơi buồn cái là bộc phát liền, em không giấu được cảm xúc của mình. Hôm nay bạn đi với ai? Đi với chị ruột. Chào hai anh chị MC. À, chị hai thấy cô bé này sao? Em thấy bé dễ thương anh chị. Có tiêu chuẩn phù hợp làm dâu nhà mình không? Dạ em thấy thích lắm, phù hợp. Bây giờ cái vụ mà cô này cô không có chịu đi về quê đó thì nếu như là chị thì thấy xử lý sao? Thấy cũng hơi bị tiếc đó chị. Tại vì gia đình em á là thích có con dâu hoặc em dâu lắm. Nhưng mà hãy về được chung với cha mẹ em thì vui lắm. À, chị đang lo là nếu mà đi lấy chồng không ai về chăm sóc mà ba mẹ dưới quê đúng không? Dạ. Nói đến đó chị hai xúc động thấy không? Thành ra bằng mọi giá sao kiếm người về chăm sóc gia đình ở dưới quê á là được rồi. Còn mình có đi với ai không? Dạ không ạ. Đi một mình thôi hả? Dạ. Để anh qua anh gặp bạn gái của quê em chút xíu thôi. Ừ, thuyết phục cổ về quê chút đi giùm cho chị hai. Chị hai chị khóc chưa? Dạ thấy. À, thí dụ giờ về dưới được không? Về dưới cũng có chỗ làm ăn mà. Thì em nói là nói như vậy nhưng mà xuất giá thì phải tòng phu, em hiểu câu đó. Tòng phu ha. Không mà biết là có hợp không nữa anh ơi. Hợp, bạn này rất là thật. Nói về gia đình dưới quê rất là cảm động. Giống chị vậy đó. Dạ. Anh thấy những người đó là người ta thật tình lắm. Không yêu thôi, yêu yêu tới bến luôn á. Về quê nha. Để coi ạ. Về không? Nếu mà thương mới về. Mà nếu thương về không? Về. Thương thì về. Đó, về được rồi. Thương thì về. Tôi thuyết phục vậy rồi đó. Cảm ơn người Linh, người Linh khéo quá. Ráng nha. Hai phút mình gặp nhau mình trao đổi ha. Mình coi coi nếu mà mình thực sự có rung động thì mình cho nhau một cái cơ hội. Dạ. Ha? Chúng ta kéo màn lên. Kéo màn lên. Gặp nhau. Em chào anh. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Dán sữa đó. Được rồi, em làm nhiệm vụ xong cái tính tiếp ha. Có món quà tặng chị sẽ thưởng. Rồi, cảm ơn em. Có tôi không mà nhìn nhìn vậy? Của con anh. Hai mặt con, cảm ơn em. Không có chi. Em thấy anh sao? Em nhìn anh thấy hiền, hiền lành. Ai cũng nói vậy hết em. Anh thấy em sao? Không hiền bằng anh. Em hơi cá tính à? Em hy vọng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ủa rồi anh đi làm suốt ngày luôn hả? Có ngày cuối tuần có được nghỉ không? Được em, nghỉ ngày Chủ nhật. Chừng ngày Chủ nhật thì anh đi giải trí. Giải trí bằng cách ca hát, anh thích hát lắm. Hồi nhỏ là cũng ước mơ làm ca sĩ nè. Mà tại không được đẹp trai nên không dám đăng ký đi hát đâu hết. Dạ. Giờ đứng hát thuyết phục cổ một cái đi, thử coi. Rồi ok. Rồi đứng lên đàng hoàng nhìn cổ trong đó. Bắt đầu. Lần đầu anh gặp em, ôi không gian bao la dường như đã quay cuồng. Nỗi đau trong lòng anh tan theo giấc mơ mộng manh. Tiếc quá, phải đẹp trai chút nữa rồi đó, vậy là ca sĩ rồi ha. Thôi quan điểm về tình yêu đi hai bạn. Tình yêu thì thích chung thủy, chia sẻ. Ừ, em cũng thích chung thủy, thích chia sẻ. Nhưng mà đôi lúc bạn trai á, em muốn có chí cầu tiến. Cũng có chí nhiều lắm. Chí nhiều lắm, lắm cắt tóc lên. Mà nói chung là anh từ nhỏ cũng tự lập nhiều lắm. Nếu mà lập gia đình á, thì bạn trai phải biết chia sẻ rồi quan tâm gia đình xíu á. Chứ em nghe anh ham chơi. Anh là tiếp người sống tình cảm, anh rất quan tâm đến gia đình. Chị hay khóc lắm á. Dạ. Em hay khóc lắm đúng không? Mỗi lần xem TV mà thấy cái câu chuyện gì buồn cũng rưng rưng mắt. Hoặc là nghĩ chuyện gia đình mà có chuyện này chuyện kia cũng rưng rưng mắt. Em nấu ăn được nhưng mà nó không có ngon. Anh có chịu khó ăn không? Anh thì cũng dễ ăn lắm nhưng mà nấu cái món cá không phải ăn. Anh ăn cá quanh năm được nữa nhưng mà dạ, không ăn thịt. Dạ, nhưng mà em lại ăn thịt. Thì chị mua hai món kho chung vẫn được. Em ăn thịt, anh ăn cá. Anh cảm nhận về bạn gái ngồi phía trước mặt mình như thế nào? Cũng xứng xứng với em, thăng trẻo, dễ thương. Tóc đẹp. Em thấy tóc lạ, hình như ở đây em là lạ nhất luôn. Em cũng hợp với khuôn mặt em mà. Rồi, nói một câu thật tình cảm xong rồi bấm nút. Anh hy vọng sau chương trình này mình hò hẹn với nhau. Và em anh hy vọng em sẽ về quê anh. Tại vì anh ba mẹ cậu gì đều mong chờ được đó. Bạn nữ muốn nói gì với bạn nam? Bạn nam dễ thương, hiền. Thôi em nói vậy thôi. Dễ thương, hiền, nhưng mà còn bấm hay không chưa biết. Đặt tay vào nút nha, suy nghĩ thật kỹ.
suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không để quyết định nhấn nút. 1 2 3. Hết thời gian. Sao bấm nút chậm vậy? Em muốn cho mình một cơ hội sau hồi suy nghĩ. Lúc đầu là ngại cái vụ là đi về quê đó phải không? Không. Chứ ngại vụ gì? Tại tính ông ham chơi nên em sợ. Nhưng mà tại người trước thì lớn hơn em có tuổi 2 thôi. Còn anh này lớn hơn em hơi nhiều nhiều nên em nghĩ là chắc cũng chừng chạc. À, nhớ nha, người ta ngại cái gì thì mình phải rút kinh nghiệm chơi nha. Ham chơi giờ quá. Đi chơi nữa nè, cầm mấy cái vé xem phim này đi xem phim. Đem theo cái dáng sữa uống. À. Đây thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Trời ơi, cảm ơn chị. Đây gửi tặng hai bạn hai cặp loa sau mắt i5 để các bạn nghe nhạc. Nắm tay nhau một cái thử xem. Ai đẹp không? Đó hồi nãy khao khát đưa bàn tay mình hôn cái đi. Thôi chị. Cái đi. Hôn tay không? Ừ. Em cho phép anh hôn không em? Cần gì phải xin, nếu đã dễ là không cần xin. Không cần xin. Ông này cũng ghê em. Thơm không? Thơm không? Thơm mùi gì? Mùi nước hoa, không biết có nước nào. Rồi, mời bạn dẫn đi bạn gái đi xem phim.